so sánh hai cái nen macro một cái 15 x và một cái 10 x cho các bạn xem là sự khác biệt như thế nào bây giờ chúng ta sẽ đến với cái lens macro 10 x loại này là loại có tiêu cự từ 4 cm đến 7,5 cm khi các bạn mà sử dụng chụp ngoài cái cái khoảng nét này thì nó sẽ bị rất là mờ và khi đưa lại gần ở trong khoảng nét thì nó sẽ nét căng như thế này này thì các bạn phải cần đầy đủ ánh sáng nhé đầy đủ ánh sáng thì cái cái hình ảnh và cái video nó mới chất lượng được đối với cái nền này thì cái trường nét của nó sẽ sâu hơn và các bạn bắt nét lấy nét được nhiều hơn nhé các bạn và khi các bạn sử dụng cái nền này mà đủ sáng ấy, thì cái bức hình của chúng ta nó sẽ rất là sâu ảnh và rất là đẹp còn đây chúng ta đến với cái nền macro 15x của Apacel nhé thì các bạn nhìn thấy không cái phần mở phía trên này nó nó sẽ nhòe lên rất là nhiều Mặc dù là cái độ phóng đại của nó cao hơn Tuy nhiên là tùy vào cái nhu cầu của bạn mà muốn chụp như thế nào, quay như thế nào thôi Và cái nền macro 15X này sẽ rất phù hợp cho các bạn chụp cận, siêu cận cảnh Và cần độ phóng đại cao Tuy nhiên thì nhược điểm của nó là vùng nét nó hẹp Nó không được rộng như cái nền 40 75 kia Video này mình so sánh hai cái nền đấy cho các bạn Để cho các bạn có thể đánh giá được Xem là cái nhu cầu thực tế của mình Khi mà muốn sử dụng cái nền này thì cần như thế nào chúng ta ra một cái quyết định uh, mua cho nó phù hợp tránh lãng phí hai cái nền này thì mình để ở góc trái màn hình nhé